Kính thưa quý vị, chủ đề mà Đức muốn chia sẻ cùng với quý vị ngày hôm nay nó sẽ liên quan đến một trong những vấn đề mới đầu nhìn vào thì nó có vẻ là nhạy cảm, nhưng mà thực tế nó không nhạy cảm mà nó hoàn toàn mang tính khoa học khách quan và logic. Và chủ đề mà Đức muốn nói ở đây nó sẽ có cái tên đó là nguồn gốc của tư tưởng bành trướng. Tại sao Đức lại chia sẻ chủ đề này? Nó không hề động chạm, không hề có tính chủ nghĩa dân tộc thiên lệch gì cả, mà đây hoàn toàn là khách quan khoa học cả. Chúng ta bắt đầu. Nếu quý vị đã từng xem cái clip mà Đức nói về nguồn gốc tại sao phụ nữ nói nhiều đó, thì trên đà đó tiếp tục phân tích cùng quý vị. Đó là từ mô hình kinh tế chiếm đoạt trong thiên nhiên nó có cái gì thì chúng ta sẽ chiếm đoạt cái đó. Có con thú thì chúng ta vào chúng ta săn bắt, có cây, có hạt thì chúng ta vào chúng ta hái lượm. Lâu dần với loại hình săn bắt nó sẽ dư ra những con thú chưa ăn hết hoặc là mới vừa đẻ, chưa kịp ăn và không thể ăn, nó nhỏ quá thì người ta sẽ giữ lại, người ta nuôi. Và lâu dần nó sẽ dẫn tới đó là thuần hóa thú hoang thành thú nuôi, và nó sẽ dẫn tới đó là nền kinh tế du mục, có nghĩa là chăn thả gia súc. Tương tự như vậy, đối với loại hình kinh tế trồng trọt săn bắt đó là nền kinh tế hái lượm, thì cũng dư ra những cái cây con, những cái hạt người ta ăn chi hết, và nó sẽ dẫn tới đó là người ta sẽ trồng những cái cây nó nảy mầm hoặc là cây nó dính vào và sẽ thuần hóa cây trồng, dẫn tới loại hình kinh tế trồng trọt. Và sự khác nhau giữa chăn thả gia súc và trồng trọt nó nằm ở đâu? Đó là chính là cái đơn vị kinh tế của họ, đó là con thú và cây giống. Đối với loại hình kinh tế chăn thả gia súc thì một bầy gia súc của một hộ gia đình nó sẽ quyết định đến sự tồn vong của gia đình đó, của gia tộc đó. Vì thế cho nên là họ phải liên tục tìm cách suy nghĩ làm sao để nơi nào có cỏ, nơi nào có nước để xua bầy gia súc của mình đến đó để cho nó ăn, cho nó uống. Nhưng mà có một thực tế đó là bầy gia súc nó ăn một cái đồng cỏ, một cái diện tích cỏ nhất định, thì phải thời gian rất là lâu sau cái đồng cỏ đó nó mới mọc lên được. Nhưng mà bầy gia súc thì nó không thể nhịn đói trong một ngày, không thể nhịn khát trong một ngày, và liên tục ngày mai đến những nơi khác có cỏ có nước, ngày mốt phải đến một nơi khác nữa, ngày kia phải đến một nơi khác nữa. Nhưng thực tế ở chỗ là không phải chỉ có mình làm chủ bầu trời và mặt đất này, mà có rất nhiều những hộ gia đình cũng chăn thả gia súc của họ, và nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng đó là họ phải tranh giành nhau để chiếm đồng cỏ và chiếm nguồn nước cho bầy gia súc của họ. Đó là nguồn gốc sâu xa của tư tưởng bành trướng. Tại vì nếu không bành trướng thì họ sẽ chết. Bầy gia súc nó sẽ bị đói, nó sẽ chết. Bầy gia súc chết thì gia đình họ sẽ chết đói, thì tộc họ sẽ diệt vong. Ngày này qua ngày khác mở mắt ra, đối với những cư dân chăn thả gia súc, câu hỏi đầu tiên đó là gì? Hôm nay phải xua bầy gia súc của mình đến nơi đâu để có cỏ, có nước? Nơi đó có phải tranh chấp hay không? Làm cách nào để chiếm được nó? Làm cách nào để kiếm được một cái đồng cỏ rộng, có nguồn nước phong phú lâu dài? Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, thế hệ này qua thế hệ khác, lâu dần nó hình thành nên tư tưởng bành trướng hoặc là diệt vong, tồn tại hoặc là diệt vong, phụ thuộc vào có bành trướng được hay không, có chiếm được nhiều diện tích đồng cỏ và nguồn nước hay không. Đó là nguồn gốc sâu xa của tư tưởng bành trướng. Còn ngược lại, đối với nền kinh tế trồng trọt, đối với một cái diện tích đồng ruộng nhất định, cố định, họ không cần phải mở rộng, họ chỉ cần luân canh, luân vụ là họ có thể đủ sống, thậm chí dư giả. Một hạt giống gieo xuống, nó sẽ nảy mầm, nó sẽ đơm bông kết trái. Ví dụ 100 hạt thì họ chỉ cần giữ lại 5-10% số lượng hạt đó để họ làm giống cho những mùa vụ tiếp theo. Còn số lượng còn lại 90% số hạt giống đó
họ sẽ được dùng cho lương thực của họ và họ sẽ không chết đói, thậm chí họ còn dư dả thời gian nông nhàn, họ có thể tổ chức hội hè vui chơi, thậm chí là họ làm những nghề thủ công. Cho nên những người, những nền văn hóa thiên về trồng trọt, họ sống định cư hiền hòa và không có nhu cầu phải tranh chấp, không có nhu cầu phải bành trướng lãnh thổ. Nếu chúng ta để ý trong lịch sử nhân loại từ cổ chí kim, thì tất cả những cuộc chiến ở quy mô thế giới, ở quy mô châu lục, ở quy mô khu vực thì đều bị châm ngòi bởi những thế lực, bởi những cá nhân hoặc là bởi những quốc gia được hình thành từ gốc văn hóa thiên về du mục. Quý vị thống kê mà xem. Đức đây nói hoàn toàn khách quan và khoa học, không có ý là chê bai, không có ý là đả kích chính trị gì cả, để chia sẻ cùng quý vị. Và nếu quý vị cảm thấy thú vị thì quý vị đăng ký kênh ủng hộ Đức để Đức làm thêm những video hay hơn nữa gửi đến cùng quý vị. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và chúc quý vị mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Tạm biệt.